Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay thứ năm ngày 1 tháng 2 năm 2024 Mình Phát cảm ơn các bạn rất nhiều Thưa các bạn, chốt phiên giao dịch hôm nay thứ năm ngày 1 tháng 2 Giá vàng trong nước điều chỉnh tăng mạnh đồng nhất ở các thương hiệu Theo đó, chốt phiên hôm nay Giá vàng được các cửa hàng kinh doanh điều chỉnh mức giá từ 100 cho đến 800 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục duy trì ở quanh ngưỡng 2040 đô la Mỹ một ao khi đồng đô la tiếp tục tăng cao. Cụ thể, với mức điều chỉnh này, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng ở chiều mua hiện đang có mức giá 76 triệu đồng một lượng, chiều bán 78 triệu 320 000 đồng một lượng tăng 600 000 đồng một lượng chiều mua và 400 000 đồng một lượng chiều bán tại thành phố Hồ Chí Minh vàng SJC cũng đang mua vào với mức tương tự tại khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20 000 đồng một lượng biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC 2 triệu 300 000 đồng một lượng vàng SJC tại Doji ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang có mức giá như sau tại Hà Nội hiện đang có mức giá chiều mua 75 triệu 850 000 đồng một lượng chiều bán 78 triệu 250 000 đồng một lượng tăng 600 000 đồng một lượng chiều mua và 400 000 đồng một lượng chiều bán tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 75 triệu 850 000 đồng một lượng còn là chiều bán 78 triệu 250 000 đồng một lượng tăng 600 000 đồng một lượng chiều mua chiều bán điều chỉnh tăng 400 000 đồng một lượng biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji 2 triệu 400 000 đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh tăng mạnh ở cả hai chiều. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 76 triệu 200 000 đồng một lượng, chiều bán 78 triệu 400 000 đồng một lượng, tăng 800 000 đồng một lượng chiều mua và 500 000 đồng một lượng chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội, khi ở chiều mua đứng tại mức 76.200.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 78.400.000 đồng một lượng. Tăng 800.000 đồng một lượng chiều mua, chiều bán điều chỉnh tăng 500.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG 2.200.000 đồng một lượng. giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC tăng 700.000 đồng một lượng chiều mua và 450.000 đồng một lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 76.100.000 đồng một lượng, chiều bán 78.250.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu tăng 700.000 đồng một lượng chiều mua và 400.000 đồng một lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 76 triệu 150 000 đồng một lượng Chiều bán 78 triệu 200 nghìn đồng một lượng Tại My Hồng SGC tăng 600 000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán Ở chiều mua hiện đang có mức giá 76 triệu 800 nghìn đồng một lượng Còn ở chiều bán 77 triệu 800 nghìn đồng một lượng Tại ngân hàng Exim tăng 800 000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 75 triệu 800 nghìn đồng một lượng Chiều bán 77 triệu 800 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 vàng nữ trang trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh tăng ở cả chiều mua về chiều bán, từ 21.000 đồng một lượng đến 150.000 đồng một lượng. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 24.778.000 đồng một lượng đến 63 triệu 150 000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 26 triệu 778 000 đồng một lượng đến 64 triệu 350 000 đồng một lượng. Thưa các bạn, ngay tại thời điểm cuối ngày hôm nay, giá vàng thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 2037,8 đô la Mỹ một ao. Trong phiên, vàng thế giới đã giảm 1,2 đô la với tỷ lệ 0,06%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên 2037 đô la Mỹ và cao nhất 2049 đô la Mỹ một ao. Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức 60 triệu 200 000 đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng miếng trong nước 18 triệu 100 000 đồng một lượng và thấp hơn vàng nhận bố số 9, 4 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Tiền đến từ Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 42.233 đô la Mỹ một đồng. Trong phiên đã giảm 0,73%. Chỉ số đồng đô la Mỹ thực đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác hiện đang đứng tại mức 103,709 điểm. Trong phiên đã tăng 0,19%. Bên cạnh đó, Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ đứng tại mức 3,944% một năm, tăng 0,87% trong phiên. Giá dầu thô thế giới hiện đang giao dịch vào quanh ngưỡng 76,51 đô la Mỹ một thùng. Trong phiên đã tăng 0,81%. Giá vàng thế giới tăng nhẹ so với dạng sáng ngày hôm qua, nhưng đã giảm mạnh so với mức tăng có được trong ngày hôm thứ Tư, khi Chủ tịch Cục trưởng trữ Liên bang Mỹ phép ông Powell phản đối mạnh mẽ kỳ vọng về việc lới đỏng chính sách tiền tệ vào tháng 3. Như kỳ vọng của thị trường, tại cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên của năm 2024, Ngân hàng Trung ương Mỹ đã quyết định giữ nguyên lãi suất nhưng người đứng đầu Ngân hàng Trung ương quyền lực nhất thế giới, ông Powell đã bác bỏ ý tưởng cắt giảm lãi suất vào mùa xuân, điều mà nhiều người tham gia thị trường đã mong đợi. Theo nhận xét, của chuyên gia phân tích kim loại quý độc lập ông Tai Quang tại New York. Ông Power đã đưa ra một số quan điểm mềm mỏng nhưng điều quan trọng nhất là không phải tháng 3. Vàng thỏi được coi là hàng rào chống lại lạm phát và những bất ổn kinh tế. Nhưng lãi suất cao hơn sẽ làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không mang lãi như là vàng. Sau cuộc họp, các nhà giao dịch đã giảm đặt cược vào thời điểm bắt đầu cắt giảm lãi suất của Mỹ vào tháng 3 và kỳ vọng khả năng lới lỏng chính sách tiền tệ vào tháng 5 có thể sẽ xảy ra. Cùng với kết quả cuộc họp chính sách tiền tệ mới nhất, các nhà giao dịch hôm nay sẽ theo dõi báo cáo việc làm hàng tháng của Mỹ sẽ được Bộ Lao động của Mỹ công bố vào ngày mai thứ sáu. Mặc dù vàng bị đè nặng bởi kỳ vọng lãi suất, nhưng chiến lược gia hàng hóa ông Daniel Gali của TD Security cho rằng nhu cầu vàng vật chất và ngân hàng trung ương mạnh mẽ sẽ tiếp tục và sẽ là yếu tố hỗ trợ cho kim loại quý. Theo báo cáo mới nhất của Hội đồng vàng thế giới, nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu mạnh mẽ trong năm 2023 với tổng lượng mua là 1.037 tấn, trong đó Trung Quốc vẫn là quốc gia có nhu cầu lớn nhất. Các chuyên gia của Hội đồng vàng thế giới cũng cho biết thêm, nhu cầu sẽ tiếp tục được duy trì trong năm nay. Bên cạnh đó, đến nay Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn chưa có tín hiệu giảm nhiệt mà vẫn theo xu hướng gia tăng. Đây là yếu tố sẽ giúp cho giá vàng được duy trì ở mức giá cao vững chắc ở trên ngưỡng 2000 đô la Mỹ một ao. Trong nửa đầu năm, vàng được dự báo khó bứt phá do cục dự trữ liên bang Mỹ phép nhiều khả năng không thực hiện việc cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, với những bất ổn leo thang cùng với nỗ lực mua vàng của các ngân hàng trung ương các nước trên thế giới vàng vẫn không giảm giá dù đã tăng mạnh hồi tháng 12 năm 2023. Áp lực chốt lời không khiến mặt hàng này giảm mạnh. Trong nửa cuối năm, đồng đô la Mỹ dự báo sẽ giảm theo tiến trình cắt giảm lãi suất của Fed. Nhiều khả năng vàng có thể sẽ tăng với mức độ mạnh hơn. Gần đây, một số dự báo vàng sẽ lên mức 2.400 đô la Mỹ, thậm chí là 3.000 đô la Mỹ một ao trong năm 2024. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay thứ năm ngày 1 tháng 2 năm 2024 trên kênh của Minh Phát đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.